ST Sơn Thạch chạy lòng với quan hệ hiện tại với Lan Ngọc hậu ồn ào clip 18+. Lâu lắm rồi mới thấy ST Sơn Thạch lên tiếng nói về quan hệ với Ninh Dương Lan Ngọc. Một trong những cặp đôi được fan hâm mộ đẩy thuyền nhiều nhất chính là Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, cựu thành viên của nhóm 365 đã có những chia sẻ liên quan tới người bạn thân của mình. Đặc biệt, ST cũng trải lòng về chuyện liên tục được khán giả ghép đôi với Ninh Dương Lan Ngọc. Khi được hỏi nếu có cơ hội sẽ tiến tới với Ninh Dương Lan Ngọc và liệu hạnh phúc hay không, thành viên của nhóm 365 thẳng thắn nói: "Thật ra, cái này cũng rất khó nói. ST cũng không biết trước được điều gì đâu. Nếu nói có hạnh phúc hay không, các bạn vẫn thường thấy trong câu chuyện cổ tích sẽ có happy ending. Thế nhưng, thường nó sẽ có phần 2, phần 3 nhé mọi người. Ngay cả cổ tích mà còn như vậy nữa, đời thực sẽ như thế nào? Thế nên rất khó nói rằng liệu mình có hạnh phúc hay không." Chia sẻ thêm về những sự cố của Lan Ngọc, đứng ở vị trí là một người bạn thân, ST đã thẳng thắn nói rằng, thời gian này có thể nói rằng Lan Ngọc hơi bị Sukarna một tí bởi gặp rất nhiều sự cố. Tuy nhiên, ST nghĩ rằng đây cũng là quãng thời gian để chúng ta nhìn nhận lại bản thân của mình. Khi mình gặp những sự cố như vậy thì mình sẽ hiểu được tình cảm của mọi người như thế nào. Bên cạnh những lời chỉ trích thì có rất nhiều người yêu thương mình và mình cũng sẽ nhìn nhận được ai sẽ là người yêu thương mình chân chính và mình sẽ chắt lọc được điều đó. ST thì cũng bình thường thôi, ST cũng chia sẻ, ở bên cạnh bằng cách rủ đi ăn, đi uống, giống như việc ST nói với mọi người, trao đi yêu thương thì mình sẽ nhận lại được. Và ST nghĩ mình cũng chỉ nên làm điều đó, chứ mình không nên thể hiện quá nhiều. ST Sơn Thạch là người động viên Ninh Dương Lan Ngọc ở thời điểm cô gặp các biến cố. Trước đó, khi ồn ào clip nóng nổ ra, anh đã bày tỏ thái độ bức xúc cho vụ việc. Những thông tin không đúng về Ngọc hay những bình luận, ảnh chế cợt nhà, ST sẽ xóa thẳng tay, xóa Facebook luôn nhé. ST Sơn Thạch viết trên trang cá nhân. Ngoài ra, anh cũng gửi lời động viên đến Ninh Dương Lan Ngọc rằng, em mạnh mẽ lắm, anh luôn bên cạnh em, để ship đồ ăn ngon qua cho đỡ buồn nhé. Hành động lên tiếng bảo vệ ngay lập tức này của Sơn Thạch cho thấy tình cảm của hai người rất thân thiết. Quan hệ như vậy quả là hiếm có khó gặp trong giới giải trí. ST Sơn Thạch và Lan Ngọc từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò, thế nhưng cả hai khẳng định chỉ là bạn thân. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện thân thiết cùng nhau trong các sự kiện, game show, cuộc sống đời thường. Trước tin đồn là người yêu của Ninh Dương Lan Ngọc, nam ca sĩ giải bày: "Chúng tôi là những người bạn thân, còn nhắc tên để hâm nóng tên tuổi thì cả hai đứa đều không thích chuyện đó đâu. Nếu có thể được, khán giả hãy inbox cho ST là làm sao để nóng hơn đi, chứ mấy mình thấy cũng chưa được nóng lắm đâu."